4 cái điều kiện như sau. Một là chấm dứt hợp đồng lao động, trừ các trường hợp mà chấm dứt đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, hoặc là những người hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp mất sức. Thứ hai là đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến 24 tháng trước khi chấm dứt.